Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng Khánh Huyền đến với những thông tin về văn hóa. Thông tin đầu tiên mà Huyền muốn chia sẻ trong ngày hôm nay đó chính là về bộ phim Daddy's Home, Bố Ngoan, Bố Hư. Bố Ngoan, Bố Hư là hành trình theo chân Brad do Will Ferrell thủ vai, một phát thanh viên radio thành đạt đang nỗ lực từng ngày để trở thành ông bố sự tuyệt vời nhất trong mắt hai đứa con riêng của vợ. Tuy vậy, mọi thứ trở nên phức tạp khi Dusty do Mark Wahlberg thủ vai, bố ruột của lũ trẻ vốn rất ngông cuồng với lối sống phóng túng và hoàn toàn đối lập với Brad, trở về thăm vợ con. Phim được CGV phát hành và đang được công chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc. Thông tin thứ hai Khánh Huyền muốn chia sẻ tới quý vị, đó là thông tin về ca nhạc phòng trà. Vào lúc 20:30 ngày 2 tháng 1, tại phòng trà Đồng Giao, 164 Pasteur, quận Nhất, đêm nhạc của nam ca sĩ nhạc trữ tình Quang Dũng. Cũng vào tối ngày 2 tháng 1, đêm nhạc mừng sinh nhật ca sĩ Uyên Linh Idol tại phòng trà Quy số 8 Lê Quý Đôn, quận 3. Quý vị và các bạn thân mến, đó chính là những nội dung mà chương trình muốn chia sẻ tới quý vị. Còn bây giờ sẽ là nội dung của chương trình ngày mai.